Nếu các bạn đã coi video mình lâu thì các bạn sẽ biết là mình rất là nhát, mình rất hiếm khi chơi những game kinh dị lần thứ hai. Nhưng mà tại vì nhờ tình yêu và sự ủng hộ của các bạn, mình đã có thể nuôi thêm lông nách và cơ bắp, nên là chơi tiếp thôi. Tập trước thì mình chơi chấp không rồi, bây giờ mình sẽ chơi chấp một. Ngày mới, bây giờ mình sẽ đóng vai trong anh da trắng. Nó đã bắt đầu rồi. Tên Cú Winky đã giết Bo và toàn bộ bạn của anh ấy. Tôi tin rằng là cái bánh Kista sẽ chịu trách nhiệm cho điều này. Mình đã dùng máy tính để liên lạc với các Tupi khác, nhưng mà không liên lạc được cả. Không chần chừ nữa, bạn đã quyết định tạo ra kế hoạch để tìm ra những cái bánh Kista bị nhiễm độc, và sau đó sẽ tới chạm để tìm sự giúp đỡ. Bây giờ cậu sẽ là người tìm ra sự thật. Mình là chúa tể công lý, mình sẽ tìm ra sự thật. Ai chính là người đã tạo ra cơn thảm kịch này? Ở thằng này cũng coi phim heo hay gì à? Không, chỉ nó không quan trọng. Ồ, đạo phỏng đó. Có một vài lý do mà mình không thể liên lạc được với chạm rồi. Có vẻ như là mình phải tự lo thôi. Trời tối quá. Tôi còn có camera ban đêm. Nhưng mà căn phòng đã bị khóa rồi. Tôi có thể mở nó từ phòng điều khiển. Nếu như tôi lấy được cái bánh Kista này, tôi có thể đến chạm để lấy sự giúp đỡ. Những cái Tubi khác sẽ giúp tôi. Phải nhanh lên. Mình không thích âm thanh này. Nó đáng sợ quá. Rồi, làm sao để mở cổng đây anh em? Ồ, cái cổng tự mở hả? Wow, sư coi. Rồi, cái chạm ở phía bên cho phải. Ống nước này má, đập tụi mày giờ. Tao có ống nước rồi nha, tao thờ sửa ống nước. Ai cũng sợ thờ sửa ống nước cả. Hay là chỉ có mình tao thôi. Mà chơi nó không quan trọng. Chúng ta phải sinh tồn. Sinh tồn, sinh tồn, chui lên nào. Nhìn con nhỏ này ngáo vậy. Chóng mặt quá, mày đi bình thường được không? Mày bị ngu hay gì vậy? À, đường nào. Rồi, để cái lối thoát này, bây giờ mình sẽ đi qua bên này đúng không? Phản. À, chạy gì xảy ra cả? Mày đùa tao à? Mà đúng là thứ vô dụng. Cái này sao? Hệ thống... Cái gì đây? Ống nước gì mà ghê vậy? Ờ, cái ống nước gì đúng không? Dẫn ra đây. Ngon. Giờ làm gì nữa? Vặn đúng không? Mình đoán là vậy. Mình sửa cho rồi mình phải vặn chứ. Rồi cái gì xảy ra không? Cái cửa tự mở hay gì? Ủa từ khi nào nó biết thành game giải đố rồi? À mình... nó không cho mình thấy đường. Nhức mắt quá. Vô niềm tin hay gì? Cái đầu phòng đó. Cái game buồn què gì đây? À phải vặn á. Hèn chi. Hay là mình phải chặn nó lại. Phải cho nó lên mút màu đỏ đúng không? Chuẩn luôn. Nó đã maximum rồi. Bây giờ thì mình có thể mở cái cửa. EQ 200.000, thông thạo 60.000, 60 triệu, 60 tỷ. Đậu phộng đó, mấy game giải đố dâm ba cái game. Vừa chơi vừa gãi ngón chân cũng không có vấn đề gì. Ủa sao cái cửa nó mở? Well, game mà. Mình không biết nói gì cả, tại vì cái đó là cái cách mở cửa kỳ lạ như mình từng thấy luôn. Cái cửa nó như mà biến mất vậy đó. Hay là nhờ ông Dr. Strange, ông làm mấy cổng như này vậy? Ê, có cái nút nè. Phòng mở cửa. Ngon. Bây giờ mình sẽ lấy kính nhìn ban đêm. Let's go baby. No 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 no. Bao ước mơ cùng tôi diệu kỳ. Bạn thân ơi vui phá là vui. Ta 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 ta. Mình không có thuộc lời nên la la la. Mình không thể hạt được nữa. Oh la la hello baby. This is my night vision. Yeah. Mình có camera rồi Nobita ơi. Vãi cái nồ, cái này như Outlast vậy đó. Các bạn biết gì không? Mình rất là sợ mấy game mà có góc nhìn thứ nhất. Nên là mình đã chơi cái game này tại vì mình thấy nó có góc nhìn thứ ba mà bây giờ biết thành góc nhìn thứ nhất rồi chơi mày vậy đó. Má đùa tao. Ê, đèn bị hư rồi. No. No. Con mẹ mày Bo. Mẹ mày tao chửi mày đó. Mới giật cái mình à. Mình phải nấp. Mình phải nấp trong cái hộp này. Mày có thấy được tao? Mày có thấy được tao? Tao tàn hình.
No! Wait it! Đù má mày xấu trai vậy? Mày chết mày còn xấu nữa. Mày không thấy được tao, mày không thấy được tao. Ừ mày đông quá vậy. Trời má ơi. Từ khi nào cái đám tới thành zombie hết trơn rồi. Hello bitch. Tắt đèn nè. Đù. Đù, đù, đù. Đù. Mấy thằng béo sợ mày quá cơ. Lối ra, lối ra. Yes, I'm free, bitch. Sao bắt được tao? Sao bắt được tao? Tuổi shit. Sợ ghê. Nó khỏe vậy? Nó nâng cái tảng đá này luôn. Oh god. Mình sẽ đến cái chỗ Kista, nhưng mà mình mong là không gặp phải mấy cái con bo hay là gì đó. Tụi nó bị giết hết trơn rồi. Tên kia, Winky sẽ gần ở đây nên mình phải chạy thôi. Đây, đây cái bánh Kista này. À, đây cái Kista đây. Mình sẽ phân tích cái này. Lẹ lên, chạy đi. Ờ, mình sẽ tìm Kista tiếp hả? Mình sẽ đến cái hồ luôn, chắc là cái hồ có Kista. Mong là vậy. Đây, 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 cố lên, cố lên. Mong là không gặp phải thằng Tinky Winky nha. Mấy thằng đáng sợ với nồi ra, mình không sợ nó tại vì nó đáng sợ, tại vì nó xấu trai, hiểu không? Nó xấu mà không chấp nhận nó luôn ấy. Ăn bánh vô chi mà mặt mụn tùm lum. Mẹ nó. Cái nhạc này đáng sợ quá, mình sẽ bỏ tai nghe ra. Hát gì nha, mình sợ với các bạn ơi. Doobie doobie dooba doo, doo doobie dooba doo, doo doobie dooba. Agent D. Ủa không có cái star là sao? Thôi mình đi bơi đây. Tạm biệt thế giới này. Tôi đi đây. Shit. 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 Cái thằng què đâu ra vậy? Shit. Shit. Mother holy fucking power fucking son of a god. Mày giấu cái star ở đâu hả? Con chó kìa. Đúng rồi, tao nói mày đây cái thằng zombie. Oh, má mày. Thôi hết sợ rồi, mẹ nó. Má làm cây cú thiệt. Mình sẽ đến cái chỗ của thằng Bo, cái chỗ mà nó bị giết ấy. Mong là sẽ có bánh. Oh no, thằng Bo bị treo cổ kìa. Thằng ác vậy. Má. Tội Bo ghê á. Nó là bạn thân nhất của mình. Oh no, Bo. Mấy thằng nào xăm hình cho mày kìa. Xấu bỏ mẹ luôn. Còn bánh Kista ở đâu? Free tìm hả? Mấy thằng này ăn mà nó không biết dọn lại. Quan tâm lum ra rồi bắt tôi đi tìm. Mai còn phải ý thức chứ. Người ta bảo á, sống làm người Việt thì chết cũng làm ma đốc Việt. Thế mà thằng này sống sạch sẽ mà chết nó dơ bỏ mẹ ra. Tôi đết hiểu. À ha, giấu sâu cái cây cái gì. Trời ơi. Giờ sẽ mày đến cái ngôi nhà của Teletubby à ha. Mình sẽ mong là có cái Kista ở đó. Trời má, mũi cắn quá các bạn. Mũi cắn, mũi cắn. Ai, chắc chắn là sẽ có một Kista ở đây. Mong là không gặp phải con zombie nào. Mình biết sẽ có một con zombie nhưng mà má ơi, thằng què. Thằng què, thằng què, thằng què, thằng què. Ok, nó sẽ đi từ phía đằng sau qua thì mình sẽ đi ngược lại, đúng không? Kế hoạch đơn giản. Ngồi xuống. Thôi không có Kista ở đây. Nó ngồi ngôi nhà. Good. No, god damn it. Nhưng mà cái địa điểm nó kêu là ở nhà của Teletubby mà. Kì vậy? Bị lừa rồi à. Giấu ở đâu thế em yêu ơi? Tinky Winky. Em đang ở đâu vậy? Em giấu ở đâu? Em ơi nơi nào keep found it. Found nào keep found it. Nơi nào ơi. Ê ê. Ơi, mình thấy cái gì đó, Kista gì đó. Các bạn thấy cái chữ đó không? Liệu rằng chia tay trong em của mình được Kista thì yêu đâu ra mà giấu ở đâu? Where are you? À ha, mày giấu xong ở nhà. Dễ. Anh mặc ưa đó cô bị lợi nơi anh. Giờ mình chui vô cái hàng. Mình sẽ tìm cái bánh Kista đó. Có đến nào các bạn. Sau khi xong này thì mọi chuyện sẽ kết thúc, không còn ác mộng nữa. Kista. Oh no, một con zombie.
Nó gần ở đây thì đi, nó có nghĩ nó chạy kìa, nó biết chạy phải rồi. Mình tưởng nó mấy người chậm chạp lắm chứ. Đồ à, đây á, má mày giấu dễ vậy. Còn cái hồ thôi, cái hồ à, cái hồ à, dễ ẹt, dễ ẹt, dễ ẹt, dễ ẹt à. Đồ má, nó canh cái bánh kìa. Xin nhá. Oh no, tụi quên Ninky ra khỏi đây đi, đây không phải là mày. Chờ mơ một cách diệu kỳ. Cái gì vậy? Chiếc bánh thần. Đừng ăn nó. Mày chơi đã đủ rồi. Nó ăn bằng đụng á, nó ăn bằng bụng. Oh my god. What the fuck? Mày xấu gấp đôi luôn. Oh no. Cái gì vậy? Má. Con quỳ với tay kia Inky. Mày tưởng cơ bắp là đẹp á hả? Mày như hất vậy á. Mày hất màu tím. Thằng này giống như Thanos chơi hất rồi tạo ra một cái con nhỏ biến tháo rồi đó. Chính là thằng này. Lạy chúa Tinky Winky à. Chạy thôi trước khi nó giết mình. Run run run. Nó có cái lỗ trên miệng kìa, nó như đồ đít vậy. Ôi. Mình bây giờ mình phải đi qua núi hoặc là mình đi qua cái hang. Chứ phải chọn một trong hai. Không được quay lại các bạn, không được nhìn lại. Đù quá, trời ơi, nó chạy chậm rì à. Aaaaaa, I'm sorry. Thông thả thôi, mình cứ thông thả mà mình chạy. Mình cứ thông thả. Yeah. Người ta khi sợ thì người ta sẽ hát một bài hát nào đó để làm tinh thần mình vui hơn đúng không? Mình thì chỉ hát nhạc Sơn Tùng thôi, tại vì chỉ có sếp mới có thể làm dịu nỗi sợ của mình. Đó chính là lý do mà mình yêu Sơn Tùng. No homo, ok. Liệu rằng chia tay trong em có một được câu ca. Những cái giờ anh cho nào phải phan. Người dối có tim anh, nhưng tôi muốn thấy anh được đâu mà. Anh không thể buồn. Ở mà Uri đó cứ lại nơi anh. Có lên nào, có lên nào, có lên nào. Tới cái hang rồi, tới cái hang rồi, tới cái hang rồi. Một, có nào mình chọn sai đường không, rồi mình chết không? Có thể lắm, game này mất dạy mà. Mọi thứ trong này đều mất dạy. Một điều rất là kỳ lạ, tại sao con Tinky Winky nó không ăn luôn đi rồi đuổi theo mình á. Mà nó phải đợi mình tới, nó khoe cái bánh rồi nó mới ăn. Đồ. À, đường này nhỏ lắm mà qua được đâu. Ý, thằng béo quá, thằng béo. Thằng béo. Cái hàng chỉ dành cho người gầy thôi. Sau khi tìm được cái Custa thì tôi đã gặp Tinky Winky. Cậu ấy đã biến thành một con quái vật kinh khủng ngay trước mắt tôi và đã cố giết tôi. Sau đó mình phải đi qua một cái mê cung để tới được cái outskirt. Sau khi ra được cái outskirt rồi thì cậu sẽ đến được cái trạm. À, thú vị đấy. Vâng, và đó chính là Slendy to be tập thứ 2. Tập này thì con Winky Winky đã ăn cái bánh lần nữa và tiến hóa. Mình đoán là mấy thằng kia nếu như tụi nó ăn lần nữa thì chắc tụi nó cũng biến thành những con quái vật kinh khủng hơn đúng không? Đáng sợ thiệt chứ. Mình không biết là chapter thứ 2 thì mình sẽ gặp những con quái vật nào, nhưng mà mình chắc chắn nó sẽ rất là đáng sợ và thú vị. Bây giờ mình hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Mình là TQ. Bye bye.